Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 13 của bộ truyện này. Luyện kiếm chương 44 Sự thật phủ phàng Người dịch Hoàng Hy Bình Thiết kiên xúc động, hớt mắt cũng có chút ẩm ướt. Hắn và từ đồ hạo tuy không thân thiết, nhưng lúc này chẳng biết tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lộ màng mạn kỳ tu viễn hệ. Từ đồ hạo nhìn thiết kiên nói ra một câu cuối mặt mũi của hắn cấp tốc tái nhợt khô héo tất cả sinh cơ trong người đều hao hết biến thành dáng vẻ da bọc xương đột ngột qua đời hốc mắt của thiết kiên đỏ ửng đút miếng thạch phù vào trong túi thơm của ninh tử tiểu cho hắn rồi bỏ vào trước ngực hắn nhìn tới di hài của tư đồ hào nắm chặt chiếc nhẫn trữ vật kia trong tay chậm chạp không muốn nhúc nhích sau một hồi lâu nơi cửa thang lầu đột nhiên vang lên một trận bước chân. Một trung niên nam tử áo bào tím có vân bạc đi lên trên lầu, xuất hiện tại nơi đó. Kỳ nhi Một âm thanh quen thuộc vang. Thiết kiên nghe tiếng bỗng nhiên ngẩn đầu, có chút khó tin nhìn về đầu cầu thang. Hắn nhìn thân ảnh quen thuộc kia, thanh âm có chút run rẩy ngẹn ngào kêu lên một tiếng. Phụ thân! Ai có thể ngờ người vừa xuất hiện lại chính là phụ thân mất tích đã lâu của Thiết Kiên, Thiết Thụ. Điểm khác so với trong trí nhớ là Thiết Thụ trước mắt này hình như già nua thêm vài phần. Trên khuôn mặt chính trực có nhiều nếp nhăn hơn, bộ râu ngắn dưới hàm cũng có vài chỗ đã bạc trắng. Chỉ có đôi mắt hổ vẫn là thần quan nội liễm, thoạt nhìn không giận mà uy. Hại nhi bất hiếu, hại cho phụ thân chịu khổ rồi thiết kiên vội vàng khuỵ chân xuống nói gì vậy chứ là lỗi của vi phụ không bảo vệ được con mới làm hại cho con khốn khổ lưu lạc phiêu bạc tha hương thiết thụ than thở một tiếng rồi mở miệng nói phụ thân sao người lại tìm được nơi này thiết kiên vui sướng mở miệng hỏi lúc trước lão tặc ninh kham dẫn người nhân đêm tối tập kích phủ thứ sử của ta ta mang theo thân tín đoàn hậu, thật vất vả phá vây rời đi. Không nghĩ tới tạc tử thế lớn, chỉ được trốn đông núp tây khắp nơi. Về sau chẳng biết tại sao, chúng không còn truy lùng gắt gao. Lại thu được tin tức do con truyền đến, mới biết con đã đến kinh thành của Việt Quốc. Vì vậy gấp rút chạy tới nơi này. Lại từ chỗ của Yến Gia, biết được con đã tới đây, bèn lặng lẽ đuổi theo. Đúng rồi, Đến cùng, tại đây phát sinh chuyện gì? Thiết thụ nhìn xung quanh rồi lộ ra nghi hoặc. À, là như thế này. Thiết kiên vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy thiết thụ dùng tay vỗ trán mình, sau đó nói. Còn xem xem, vị phụ đã lâu không gặp con mình, quá mức kích động rồi. Sao lại để cho con quỳ mãi, màu màu đứng lên đi? Nói rồi, lão liền cúi người, thò tay đỡ thiết kiên đứng lên. Ai à, đặt cao lớn rất nhiều. Thiết thụ đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của thiết kiên cười nói. Nhưng vào lúc này, nhãn thần của lão bỗng nhiên biến đổi. Bàn tay đặt trên đầu thiết kiên, đột nhiên lóe lên hồng quang. Lộ ra một chiếc châm dài gần tất màu tinh hồng, chụp thẳng xuống đầu hắn. Biên cố phát sinh thật sự quá đột ngột. Thiết kiên căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể tê rần, tử chi hoàn toàn không thể nào động đậy cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, bỗng nhiên liên tục xuất hiện mấy đạo hắc ảnh. Bảy tám hắc y nhân từ bên ngoài lầu cát lắc mình bay vào trong lầu, quỳ xuống trước người của thiết thụ. Khởi bẩm nghĩa vụ đã thanh lý sạch sẽ khu vườn này. Hơn 20 tên tùy tùng quản sự toàn bộ đều mất mạng. Chỉ là cơ vô tướng đã nhảy vào trong sông Lâm Thao chạy thoát rồi. Tên cầm đầu lộ ra sợ hãi, cúi đầu bẩm báo. Không sao, y chịu một kích từ linh kiếm của tư đồ hạo, bị thương không nhẹ. Lần này nếu có thể sống sót, xem như y mạnh lớn đi. Thiết thụ khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho bọn chúng đứng lên. Những hắc y nhân kia lập tức đứng thành một hàng sau lưng của lão. Thân thể của Thiết Kiên bị đông cứng, ý thức lại rất rõ ràng. Con mắt chuyển động, đánh giá sơ qua những hắc y nhân kia. Hắn phát hiện, mấy người này đều còn rất trẻ, nhìn khoảng 16-17 tuổi, nhưng trên mỗi một người đều có khí thế của những tử sĩ thiết huyết, trên trán có rất nhiều vết sẹo. Vừa nhìn liền rõ, đa số chúng đều là hàng người dày dặn kinh nghiệm chiến trận, đã quen chém giết. Người đến tục cùng là ai? Vì sao lại giả trang phụ thân ta? Tuy nói thân thể của Thiết Kiên không thể nào di động, nhưng miệng không bị ảnh hưởng hắn tức giận quát người cùng tên vô diện nhân vừa rồi quan hệ ra sao vô diện nhân ý người là cơ vô tướng sao thiết thụ nói hai con ngốc à con ngốc à ta chính là thiết thụ bản tôn không phải là ai giả trang thiết thụ thở dài nói chuyện này là không thể nào thiết kiên không chút tin cao giọng cả giận nói người tin hay không tùy ngươi việc này sau này giải thích cùng ngươi thiết thụ chắp tay trong áo thản nhiên nói đúng rồi bí thuật luyện chế linh kiếm của tư đồ hào đang trên tay ngươi đúng chứ giao ra đây lúc thiết kiên nhìn thấy thói quen này của lão hắn vô cùng thất vọng khi thấy phụ thân xuất hiện hắn cũng nghi ngờ đó là vô diện nam nhân quay lại cho nên tuy tâm tình kích động vẫn không quên dùng thần thức ra xét rõ ràng phát hiện vô luận là khí tức hay những thứ khác, không có chút nào khác thường, bởi vậy mới bất cẩn. Nhưng cho tận đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc mới tin. Người trước mắt chính là người đã nuôi dưỡng hắn. Vì cái gì? Khuôn mặt của Thiết Kiên đầy thống khổ, cắn răng nói ra từng câu từng chữ. Vì cái gì sao? Đương nhiên, là vì dị hỏa trên người ngươi. Nếu không, Ta với người không thân không thích Dựa vào cái gì nuôi dưỡng người lớn lên Thiết thụ không khỏi thầm tự đắc Khuấy miệng lộ ra một tia tiêu ý Mở miệng nói Không thân không thích Ý người là sao Thiết kiên biến sắc truy vấn Người không thật sự cho rằng Ta có thể làm ra chuyện hộ giữ Ăn thịt con ư Chuyện đã tới nước này Ta cũng nói cho người hay Người là một đứa bé bị vứt bỏ mà năm xưa ta làm quan tại Lăng Châu, nhặt được ngay giữa đường thôi. Ngón tay trong tay áo của thiết thụ nhẹ nhàng cha sát, chậm rãi nói. Hắn chỉ vào mấy tên hắc y nhân ở chung quanh rồi nói với thiết kiên. Cũng giống như mấy tên này. Lúc đầu khi nuôi ngươi, định bồi dưỡng thành tử sĩ. Sau này bất ngờ phát hiện ra người mang dị hỏa. Lúc này mới cho người thân phận là con trai độc nhất trong khi nói chuyện, ánh mắt của lão đột nhiên trầm xuống, phát hiện chiếc nhẫn trữ vật mà Thiết Kiên nắm trong lòng bàn tay. Đi tới bước, giật lên nó từ trong tay của Thiết Kiên. Có được phương pháp luyện chế linh kiếm của từ đồ hạo, cộng thêm dị hỏa trong người ngươi. Không bao lâu sau, ta có thể trở về Đại Tấn, hút gọn bè lũ phong thành tử và lão tạc. Sau khi thiết thụ tra xét giới chỉ thì đắc ý nói người nói phòng thành tử sư công thiết kiên cả kinh liền vội vàng hỏi phòng thành tử chính là quốc sư của tân quốc cũng là linh kiếm sư duy nhất thân phận địa vị của lão tại tân quốc thậm chí còn được tôn sùng hơn cả tư đồ hào tại việt quốc hơn nữa phòng thành tử này còn có một tầng thân phận chính là sư phụ của ninh kham cũng chính là sư công của hắn thiết thụ lại nói muốn đem một mẻ hút gọn vây cánh như thế này chẳng khác nào là phản quốc. Ngươi vẫn không biết ư. Sư phụ ngươi, Ninh Kham, sợ dĩ đồng thủ với phủ thứ sử, chính là chịu nghe lệnh của phong thành tử. Thiết thụ nhìn thiết kiên, bất đắc dĩ cười. Mà hết thảy mọi chuyện là vì dị hỏa trong người ngươi. Ngay lão nói, từng cảnh tượng hiện ra trong đầu của thiết kiên. Tất cả manh mối đều kết hợp thành một khối, rất nhiều nghi hoặc rốt cuộc được giải khai. Lúc trước, hắn phát hiện ra vân lòng lệnh trên người của đường hối, còn tưởng rằng là có hoàng thất tham gia, không nghĩ tới lại có quan hệ với sư công. Nói như vậy, đại sư huynh đường hối, còn có vô diện nhân cơ vô tướng kia, đều do phong thành tử điều động. Xem ra sức hấp dẫn của dị hỏa đúng là quá lớn, dĩ nhiên chọc cho quốc sư và thứ sử một châu, trong phương ngàn kế mua đồ như vậy. Thiết Kiên đè xuống cảm giác bị thương trong lòng, tỉnh táo truy vấn. Chuyện cho tới giờ này cũng không cần lừa gạt ngươi. Ta vốn cũng là một trong những đồng minh của phong thành tử, cung cấp bách tính trong địa bàn mình quản lý, để lão ta luyện chế pháp kiếm. Lão ta đảm bảo cho con đường làm quan của ta tại Tấn Quốc. Thiết Kiên tự nhiên nghe hiểu ý mỉ mai trong lời của lão ta. Nhất thời hiểu được, lúc trước trong Đàm Châu thường xuyên có bác tính mất tích thì ra đều là nguyên do này trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận chỉ bất quá sau khi ta biết rõ mục đích chân chính của lão ta bức thiết yêu cầu dị hỏa của người ta liền bắt đầu ngấm ngầm xúc tích lực lượng ý đồ và thời khắc dị hỏa của người thức tỉnh sẽ lật đổ hắn ta không ngờ sau đó lão hồ ly kia lại phát hiện ra mới có chuyện ninh kham dẫn người tập sát phủ thứ xử Thiết thụ tiếp tục nói. Nói tới đây, trên trán của lão nổi đầy gân xanh, hiển nhiên ghi hận trong lòng. Sau một lát, là bỗng nhiên bình thường, thoải mái cười to nói. Cũng may, trời không phụ người có lòng. Hảo nhị tử của ta, người rốt cuộc vẫn trở lại bên ta. Thiết kiến lúc này tứ chi tê liệt, vô pháp động đậy Pháp lực trong đan điền cũng bị một cổ lực lượng quái dị phong tỏa, không thể nào điều động nhưng dị hỏa trong đan điền chỉ nhận rất ít ảnh hưởng. Và lúc nói chuyện với thiết thụ, hắn luôn cố vận chuyển lực lượng của dị hỏa để bước cây huyết dâm đâm vào đỉnh đầu kia ra ngoài. Đáng tiếc, hiệu quả thập phần yêu ớt. Được rồi, đã giải quyết rất là nhiều nghi hoặc trong lòng ngươi. Coi như là vì phụ vì ngươi làm một việc sau cùng. Kế tiếp, ngươi cứ an tâm chuyển dị hỏa cho ta đi. Thiết thụ nói xong khoác tay áo với mấy người sau lưng. Những người kia lập tức lao đến, vứt mọi thứ trong lầu cát xuống lầu 1, để cho lầu hai trống rỗng. Mắt thấy, hai người dựng thi thể của tư đồ hạo lên, muốn đám ra khỏi cửa sổ lầu cát. Thiết kiên vội vàng ngăn. Người chết là lớn, các người nếu còn có chút nhân tính, đừng làm như vậy. Hai người kia dừng bước quay đầu nhìn thiết thụ, lão khẽ vuốt cầm rồi nhẹ gật đầu. Vì vậy hai người kia tìm tới một cái ghế đặt trong một góc phòng để thi thể của tư đồ hạo ngồi lên. Rồi hai người đi tới trước kéo thiết kiên qua một bên, ở giữa lầu cát tầng 2 triệt để trống không. Thiết thụ đi tới trước, xoay cổ tay. Trong bàn tay liền xuất hiện một thanh trụy thủ màu ám hồng. Nhìn không phải đá mà cũng không phải là ngọc. Bên trên tuyên khắc tượng đạo phù văn dày đặc cổ quái. Chỉ thấy bàn tay nắm chặt trụy thủ xăng ống tay áo hít một hơi dài, cúi người xuống. Bắt đầu chăm chú vẽ trên mặt đất. Trông rất giống lúc bình thường lão ta viết chữ, vẽ tranh. Kèm theo sự di động từ cánh tay, trên trụy thủ bắt đầu phát ra quang mang đỏ như máu. Nó tạo ra một âm thanh kinh hoàng trên mặt đất lát đá và tạo ra những vết cắt sâu. Thiết kiện thấy, lão không để ý tới mình tiếp, liền nhắm mắt và tăng thúc dục dị hỏa trong người dọc theo mạch lạc xông lên đỉnh đầu, từng bước từng bước bức chiếc huyết dâm kia ra khỏi người. Sau thời gian một khắc đồng hồ, y sam trên lưng của thuyết thụ thâm ướt toàn bộ, cầm đao như bút đứng từ trên mặt đất dậy. Không tệ, không tệ à. Trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, nhìn pháp trận cổ quái tương tự như âm dương sông ngư đồ trên mặt đất, vô cùng vừa ý gật gật đầu. Nghe được câu này, Thiết Kiên bỗng mở hai mắt, trong mắt không khỏi hiện ra lo lắng. Huyết châm đâm rất sâu vào đỉnh đầu, sau khi dồn toàn lực bước ra, đã rút được ngoài hơn phân nửa. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, Thiết Kiên có thể bứt hoàn toàn nó ra ngoài. Đưa nó qua đây. Thiết thụ đưa ánh mắt nhìn về Thiết Kiên rồi ra lệnh. Chương 45 Lại gặp tiểu tiểu, người dịch Hoàng Hy Bình hai tên hắc y nhân lập tức đi tới trước, nâng hắn lên, đặt ngang bên âm ngư pháp trận. Người thật sự rất ưu tú, cũng rất là hiếu thuận. Nếu như trong người ngươi không có gì hỏa, có lẽ ta thật sự sẽ coi ngươi như con trai ta. Chỉ là không thể nào rồi. Thiết thụ đi tới trước ngồi xổm nhìn khuôn mặt thiết kiên rồi thở dài. Đến lúc này rồi, hạ tất còn làm bộ làm tịch chị đáng tiếc ta sống uổng hơn mười mấy năm thời gian Là nhận kẻ khác làm cha Sắp chết cũng không biết Mình rốt cuộc đến từ nơi đâu Thiết Kiên cười lạnh một tiếng Rồi mở miệng nói Người bất quá chỉ là một cô nhi Bị người ta vứt đi Cái gì đâu mà tới từ đâu Thật vui nếu biết người từ đâu đến Chờ sau khi ta lấy đi dị hỏa Trong người ngươi Sẽ chọn một nơi non xanh nước biếc Để mà chung cất ngươi Ngày này hàng năm cũng sẽ thắp cho người một nén nhang, đốt chút tiền giấy. Coi như giải quyết xong ân tình giữa cha con chúng ta. Thiết thụ chậm rãi nói. Dứt lời, lão liền đi tới trước, bắt lại một bàn tay của Thiết Kiên. Dùng đầu ngón tay của lão khắc họa lên trên lòng bàn tay của hắn. Đầu ngón tay sắc bén như lưỡi dao, lập tức cắt mở lòng bàn tay của Thiết Kiên, vẽ ra một phù văn cổ xưa. Toàn thân Thiết Kiên tê liệt, cũng không cảm thấy đau đớn chỉ là trong lòng không ngừng la lên chậm một chút chậm một chút thôi hắn chỉ cần thêm một chút thời gian là có thể bước ra huyết dâm khôi phục tự do thiết thụ ấn lòng bàn tay của thiết kiên xuống dưới nơi sát biên giới pháp trận phù văn trong lòng bàn tay thiết kiên chảy ra máu tươi từng chút một chảy xuôi theo pháp trận thành vũng rất nhanh nhuộm trọn âm ngư pháp trận thành một màu đỏ người đoạt đi dị hỏa của ta Phong thành tử sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Thiết Kiện nhếch môi cười, đột nhiên mở miệng nói, "Ta cùng vi hắn đã là thế nước với lửa rồi, há còn quan tâm tới mấy chuyện này." Thiết Thụ vừa nói, động tác trên tay vẫn không dừng, trong lòng bàn tay cũng khắc họa ra một phù văn cổ xưa. Nói rồi, lão là vừa làm động tác nằm xuống dương ngư trận pháp. Nhưng vào lúc này, Thiết Thụ đột nhiên dừng, vừa cười vừa nói, Người từ lúc nào cũng có cái tính không chịu từ bỏ. Ngược lại, thật giống ta. Đáng tiếc. Dứt lời, lão liền giơ bàn tay lên, hướng về đỉnh đầu của Thiết Kiên, ba một chưởng vỗ xuống. Huyết dâm đã gần hoàn toàn rời khỏi đỉnh đầu, là bị vỗ vào. Thiết Kiên cứng đờ, nhất thời mất hết hy vọng. Thiết thụ cười lắc đầu, nằm lộn ngược với Thiết Kiên, ở bên trong dương ngư trận pháp. nâng bàn tay lên, đè mạnh xuống bên dưới biên giới dương ngư pháp trận khi máu chảy ra từ phù văn trong lòng bàn tay của thiết thụ ùng ục lấp đầy rãnh trận pháp rất nhanh cũng đã nhuộm dương ngư pháp trận thành một màu đỏ thiết kiên lúc này không còn cách nào nhúc nhích chỉ có thể trừng mắt nhìn mọi chuyện diễn ra nhưng mà lúc này trên toàn bộ pháp trận lóe lên hồng quang một tầng huyết vụ mơ hồ bay lên hóa thành một màn ánh sáng hình bán cầu bao phủ hai người vào bên trong Thiết thụ vùng đôi tay bấm niệm thần chú Trong miệng lẩm bẩm Hồng quang tụ lại nơi đang điền Ở phía bụng dưới nổi lên một cái vòng xoáy đỏ ngòm To cỡ bàn tay Từ đó truyền ra trần trần ba động quỷ dị Cũng lúc này thiết kiên đột nhiên Cũng kêu thảm Ngã nhào trên đất Mồ hôi lạnh chảy đầy trán Khuôn mặt rất thống khổ Bên ngoài bụng da thịt kịch liệt sưng lên Tạo thành một cái bọc tròn lớn Từ hồ bên trong đang có vật gì Muôn phá bụng chui ra mà bên trong đan điền, ngọn lửa màu vàng lúc này dường như bị một luồng do xoáy dữ dội bao trùm. Hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, ngừng tụ thành một kim sắc hỏa tuyến phóng lên cao. Pháp quyết trên hai tay của tiết thụ bèn thay đổi, trong miệng ngâm tụng không dứt, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đi ra cho ta! Chỉ nghe xuyên một tiếng vang nhỏ, thiết kiên kêu thảm một tiếng, một cảm giác thống khổ khó có thể diễn tả bằng lời truyền đến từ bụng chỉ thấy bên ngoài trên bụng vỡ ra một vết nứt dài mảnh, da thịt bên ngoài lật ra, đỏ tươi một mảnh. Nhưng mà có chút cổ quái là trên vết rạch này không có máu tươi tuôn ra, chỉ có một luồng kim sắc hỏa tuyến giống như một mầm cây kéo dài ra ngoài, hướng thẳng lên cao. Thiết thụ đưa mắt nhìn sợi kim tuyến, trong mắt lấy ra một vẻ tham lam, vội đưa tay, nắm lấy. Còn sợi kim sắc hỏa tuyến lập tức giống như bị triệu hoáng, sau một hồi nghi ngã, bèn như vòng xoáy nước chảy về bụng của thiết thụ. Sau khi hỏa tuyến rơi vào trong xoáy nước, nhất thời chịu đến một cổ lực kéo. Hỏa diễm tăng vọt gấp đôi, thoạt nhìn giống như giữa hai người thiết kiên và thiết thụ nhấc lên một tòa kim diễm cầu. Đây chính là sức mạnh của dị hỏa, không sai, không sai. Thiết thụ cảm thụ được kim diễm, dụng mảnh tràn vào trong người của lão ta nhất thời mừng như điên nhìn không được hét to nhưng vào đúng lúc này chuyện bất ngờ xảy ra chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật to một chùm tia sáng tuyết trắng từ trên không trung rơi thẳng xuống trực tiếp phá nát nóc của lầu cát cũng từ lầu ba xông thẳng xuống đánh vào trong hai lầu chùm tia sáng rơi xuống đất hiện ra hình dáng thật sự lại là một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết trực tiếp chém thẳng xuống tòa kiềm diễm cầu ghim thẳng vào ngay trung tâm của âm dương ngư đồ pháp trận. Kim Diễm Cầu bị một trảm đứt, tới gần hỏa diễm bên Thiết Kiên, đảo lưu trở về trong người hắn, mà hỏa diễm đến gần Thiết Thụ cũng ầm ầm tán loạn ra. Sóng xung kích sinh ra trên đó di chuyển, nhân tiện, vòng xoáy màu đỏ ngòm trên bụng của Thiết Thụ cũng tách ra. Không! Thiết Thụ nhất thời hét lớn, muốn rách cả mi mắt. Bàn tay của lão vỗ xuống mặt đất, xoay người dựng lên, trợn mắt nhìn lỗ thủng trên lầu cát, khi thế trên người tăng vọt, quần áo bay phấp phới. Thiết kiến lúc này mới phát hiện ra, thiết thụ là là một tù sĩ trúc cơ trung kỳ. Là ai? Là ai dám làm hư chuyện tốt của ta chứ? Thiết thụ xoay cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh, vừa nổi giận gầm thét lên bên trên, vừa hướng bên trên mấy tên hắc y nhân là một tư thế lạ kỳ. Mấy người kia lập tức hội ý, tản ra hai bên cửa sổ, chia nhau chạy ra khỏi lầu cát. Rất nhanh, bên ngoài lầu cát liền gián đoạn truyền ra hàng loạt tiếng hét giết giết, mỗi lần đều hết sức ngắn ngủi, như là chỉ vừa tiếp xúc liền lập tức phân ra được thắng bại. Nhưng sau thời gian rất ngắn, bên ngoài lại tĩnh lặng. Thiết thụ hơi đổi sắc, nhai mắt với ba tên hắc y nhân còn như ở đối diện trong phòng. Ba người kia lập tức nhấc thiết kiệm lên định chạy ra ngoài lầu cát. Nhưng vào lúc này, trên nóc nhà bỗng nhiên có một đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Tốc độ nhẹ nhàng điểm vào chui của thành trường kiếm tuyết trắng. Cứ như vậy, một chân đứng trên chui kiếm. Sau khi nhìn rõ hình dáng này, thiết thụ và thiết kiên không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc. Tiểu tiểu Thiết kiên nhịn không được kêu lên. Người nọ mặc quần liên hoa màu trắng từ thái thước tha, thân thể lã lướt, khuôn mặt xinh đẹp, đôi má ửng hồng. Trên gương mặt có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt, chính là vị hồn thê mà Thiết Kiên đã lâu không gặp, Ninh Tiểu Tiểu. Nhưng chẳng biết tại sao, đối với tiếng gọi của Thiết Kiên, Ninh Tiểu Tiểu không có phản ứng, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không có, chỉ là lùng nhìn chăm chăm thiết thụ. Hạt giống kiếm nô của chủ nhân là thứ mà loại người thấp hèn hơn cả dân đen như người có thể nhúng vào sao? giọng nói của nàng thờ ơ có chút cứng ngắt. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là con dâu ngoan của ta. Cha người, Ninh Kham đâu? Ở gần đây sao? Thiết thủ vừa nói, vừa dùng khoe mắt liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên, cổ tay của lão vừa chuyển, thân hình không có dấu hiệu báo trước chấp một cái, liền thuẫn di tới trước người của Ninh Tiểu Tiểu. Trường kiếm màu xanh trong tay lão lóe lên phong mang, quét ngang về mắt cái chân của đối thủ. Ninh Tiểu Tiểu điểm mũi chân, Thân hình lúc lên, vô cùng mềm mại tránh thoát mũi kiếm. Chỉ thấy thân ảnh ở giữa không trung đảo ngược một cái, bàn tay mạnh khảnh nắm chặt trường kiếm tuyết trắng, rút lên từ mặt đất. Mũi kiếm tìm tòi, tự như rắn ra khỏi hàng, đâm thẳng vào ngực của thiết thụ. Dẫn hắn đi trước đi! Thiết thụ khẽ quát, đồng thời cầm kiếm về phía trước, tiến lên, chiến đấu với ninh tự tiểu. Bà tên hắc y nhân tuân lệnh nắm lấy thiết kiên đi về cửa thang lầu. Nên tự tiểu lít nhìn thiết kiên, rung cổ tay. Hai hộp vuông màu đen to cỡ bàn tay hiện ra, liền rơi xuống nơi cửa thang lầu. Không đợi ba người kia kịp phản ứng, hai hộp đen kịch lập tức vang lên một tiếng len keng. Ngay sau đó chỉ thấy trên hộp vuông lóe lên ô quang. Từ trong đó tủ ra bảy tám sợi xiên xích đen kịch, vang lên len keng, bắn nhanh về phía bọn hắn. Cơ quan thuật Thiết kiên chấn động, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn quen biết Ninh Tiểu Tiểu, không phải là ngày một ngày hai. Nhưng sự này không biết nàng giỏi chiêu thức này. Tục truyền, cơ quan thuật cùng luyện kiếm thuật giống nhau. Cũng từ lúc thi ngoại thần bi đến trái đất, cổ nhân quan tưởng sau đó sáng lập ra. Bất quá, bởi thuật này phức tạp, rất khó nắm giữ, cho nên yêu cầu thiên phú đối với người tu luyện cực cao. Đồng thời bên ngoài, mặc dù tu luyện đến tuyệt hảo, cũng vô pháp sánh ngang với linh kiếm sư. Vì vậy tuy là truyền thừa lâu đời, nhưng truyền lưu cũng không rộng khắp. Thậm chí, còn bởi vì đạo này quá mức hiếm thấy, quỷ dị, nên dần dần bị thế nhân coi là bà môn tả đạo. Thiết Kiên cũng chỉ xem qua trên thư tịch, còn trong hiện thực thì chưa bao giờ gặp. Ngay khi Thiết Kiên đang rối như tơ vò, những xiên xích trong hai chiếc hộp vuông lại lao về hai bên trái phải của mỗi người. Hai tên hắc y nhân lập tức xuất ra bội kiếm, vùng kiếm chém càng một tiếng giòn vang cũng không biết xiềng xích rốt cuộc làm bằng vật liệu gì bị kiếm phong chém trúng chỉ lùi về sau một chút liền vặn vẹo bay tới chỗ hắc y nhân bề ngoài ngay cả một tia bạch ngấn cũng không xuất hiện người mang hắn đi trước đi hai tên bị tấn công nói với kẻ đằng sau lắc mình tới chủ động đánh úp về xiềng xích người nọ không chút giao dự lập tức vác thiết kim lên tung người rồi nhảy khỏi lầu hai thân hình rơi xuống đất còn chưa có đứng vững, liền lập tức nhảy một cái tránh về sau. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một nam tử cao lớn, đầu đội non lá, khoác giáp màu xanh. Trong tay nắm một cây trường mâu hắc thiết, quét ngang về bụng cu gã. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, trong nhây mắt rơi xuống đất đã lùi về sau. Nhưng mà do đang vác thiết kiên, tốc độ chậm, rốt cuộc không thể nào chạy trốn sự truy kích của thiết mâu, bị một mâu quét trúng. Một tiếng phanh giòn giả truyền đến thân thể của hắn như con tôm cuộn mình té bay ra ngoài bỗng nhiên đụng vào vách tường bên ngoài lầu cát mà thiết kiên cũng bị rớt xuống nhanh như chớp lăn về phía bên cạnh nam tử mặt giáp xanh sải bước nhanh lướt qua bên người của thiết kiên đâm mũi mâu về hắc y nhân hình như có sự va chạm giữa các mảnh giáp phát ra trần trần tiếng len keng tên hắc y nhân liền lộn một vòng ngay tại chỗ tranh thoát khỏi mũi trường mâu đâm vào thuận thế rút trường kiếm nơi thắt lưng ra từ dưới lên đâm bề tên mặt giáp xanh. Chỉ thấy bên ngoài trường kiếm thanh quan tràn đầy, một đạo phong mang bay xéo lên, chắc chắc đã chặt cái mũ của nam tử giáp xanh thành hai nửa. Mũ làm từ nang trúc bị chém nát rơi xuống, lộ ra hình dáng của nam tử mặt giáp xanh. Trường 46 Nhẹ nhàng rời đi Người này mặc mũi ngay ngắn trên mặt góc cạnh nổi bật, đường nét cứng ngắc như đào gọt búa bổ thông thường. Trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy từng vòng vân gỗ hơi mờ. Đây rõ ràng là do gỗ điêu khắc ra. Là... là cơ quan khôi lỗi. Thiết kiên nhìn thấy không nhìn được la lên. Cơ quan thuật cũng có phân chia đẳng cấp. Tu sĩ cơ quan thuật bình thường chỉ có thể chế tác một ít ám khí tinh xảo để hỗ trợ chiến đấu. Còn tu vi tinh thông một chút thì có thể chế tác ra một ít khôi lỗi hình thú thông thường. Mà có thể luyện chế ra khôi lỗi hình người, chi ít cũng là cơ quan đại sư ngang cấp với linh kiếm sư. Đầu của khôi lỗi mặt giáp xanh hơi vặn vẹo, phát ra trần trần tiếng xèo xèo, đi nhanh về phía trước, lại đuổi đánh tên hắc y nhân, người sau cũng giờ kiếm đón đỡ. Thiết mâu trường kiếm liên tiếp giao nhau, phát sinh ra tiếng va chạm liên tiếp. Thiết kiên không hề nhìn hai người, thời gian của hắn không nhiều hắn nhắm nghiện hai mắt toàn lực thôi động dị hỏa trong người trùng kích lần nữa thử bức huyết dâm ra khỏi thân thể nhưng mà bởi vì lúc trước thiết thụ tiến hành rút ra dị hỏa cho nên dị hỏa trong người của thiết kiên chịu tổn thương không nhỏ và lúc này ngọn lửa đã không đủ phân nửa lúc đầu vì vậy đối lực đánh vào huyết dâm cũng yếu đi rõ ràng sau một lát tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền tới thiết kiên vội vàng trợn mắt nhìn chỉ thấy trường kiếm của hắc y nhân đã đâm vào ngực của khôi lỗi mặt giáp xanh mà thiết mâu của khôi lỗi cũng xuyên trái tim của hắn ta nhấc hắn lên giữa không trung ngay sau đó một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền ra ba tầng lầu cát ầm ầm sụp đổ bụi mù bay lên cuồn cuộn tràn ngập tứ phía tiểu tiểu thiết kiên thấy vậy nhịn không được kêu lúc này thân ảnh của thiết thụ bỗng nhiên vọt ra từ trong sương mù Giờ phút này sắc mặt của lão âm trầm, nơi ngực đỏ hồng một mảnh. Một bàn tay bấm tay thành trảo chợt vỗ xuống phía dưới, vồ về thiết kiên. Cơ thể của thiết kiên cứng đờ đương nhiên không cách nào tránh né. Nhưng ngay sau khi bàn tay gần nắm được cổ áo của thiết kiên, một tiếng canh vang. Một sợi xiềng xích màu đen đột nhiên từ trong bụi mù bắn nhanh ra. Đầu trước của xiềng xích là một cái móc câu màu đen, lực đâm vô cùng lớn lại trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của thiết thụ bay xuyên ra ngoài. Tiền huyết văng khắp nơi. Thiết thụ cắn chặt răng, vẫn nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Lão không để ý đến thương thế nơi tay, Ngụ chỉ hợp lại, cầm xiên xích xoay cổ tay, cầm xiên xích thật chặt rồi kéo ra ngoài. Một bóng người nhỏ nhắn lập tức từ trong đám bụi mù bị túng bay ra ngoài lấu cát. Thiết kiện chứng kiến quần áo trên người này có nhiều tổn hại khắp nơi đều dính bụi mù, bù, có hơi chật vật, nhìn không được kêu lên. Tiểu tiểu, ta là thiết kiên. Ninh tiểu tiểu không hề để ý tới hắn, mà nhấn một cái cơ quan trên cánh tay, trực tiếp tách xiền xích trên đó ra, tiếp lấy thân hình mềm mại nhảy giữa không trung rồi vững vàng hạ xuống. Người đến tục cùng là vật gì? Ninh nhà đầu tuyệt đối không có năng lực như người thiết thụ vung kiếm cắt đứt móc câu, rút từ trong lòng bàn tay ra, thuận tay ném ra sau rồi trầm giọng hỏi. Đinh tiểu tiểu không đáp, thần sắc vẫn lạnh lẽo, trong đôi mắt băng hàng như xương, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Chỉ thấy nàng chậm rãi, vén tay áo lên, lộ ra gần như nửa cánh tay trắng noãn như ngọc, dơ lên chỉ về thiết thụ. Trên cánh tay của nàng mang một vòng chạm trống rỗng khoảng một tấc trên mặt điêu khắc các loại phù văn dị kỳ. Hai bên còn nạm hai viên đá quý màu xanh lục. Thiết thụ thấy như vậy, trong mắt nhất thời tắt ra một tia kiên kỵ. Lão rất nhức đầu đối với việc trên người của Ninh Tiểu Tiểu xuất hiện vô số cơ quan pháp bảo. Càng nhớ tới, mình đã chiếm được phương pháp luyện chế linh kiếm của tư đồ hạo. Vì vậy ánh mắt của lão đã qua thiết kiên ở một bên, trong lòng nảy sinh ý muốn chuồn đi. Thiết kiên, Xem ra vị phụ đã tìm được cho người một vị hôn thê tốt. Mà thôi mà thôi, hôm nay không cần cưỡng cậu. Dứt lời, lão không chút dông dài, thân hình lập tức di chuyển vuốt về phía sông Lâm Thao. Muốn chạy sao? Ninh tiểu tiểu thần tình đờ đẫn. Sau khi khẽ nói ra những chữ này, thân hình khẽ động lập tức đuổi theo. Nàng lướt qua bên cạnh thiết kiên, mà ngay liếc cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Thiết Kiên cảm thấy nặng nề, cứ như bị một búa tà đập trúng. Khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ, chậm rãi nhắm hai mắt. Lúc này trên bầu trời nơi đằng Tây huyết hồng một mảnh. Mây trôi khắp bầu trời như đang bốc cháy, mỹ lệ không gì sánh được. Thiết Kiên cứng đờ nằm trên mặt đất, tâm trạng nặng nề. Sau một lát, bên ngoài đỉnh đầu chợt xuất hiện một tiếng vang nhỏ. Một thi huyết quang bắn ra, phập một tiếng ghim vào trên một gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Cây cổ thụ bỗng nhiên chấn động, lượng lớn lá cây màu xanh lập tức bay lạ tả. Huyết châm đã được loại trừ, cảm giác tê dại toàn thân của Thiết Kiên cũng bắt đầu dần biến mất. Tử Chi cũng từng bước khôi phục hành động. Sau một hồi lâu, Thiết Kiên mới khó khăn bò dậy từ trên mặt đất. Ánh mắt quét nhìn xung quanh, thoáng hoạt động một chút tay chân, rồi chậm rãi đi vào trong lầu cát đã sụp hơn phần nữa chỉ thấy bên trong lầu hỗn độn thành một đống. Hết thảy đồ trang trí hầu như bị phá nát, ngay cả thang lầu cũng chỉ còn phân nửa. Thiết Kiên nhảy lên, đi tới lầu 2 đã lung lay sắp đổ. Ánh mắt quét xuống, trong lòng an tâm hơn một chút. Di thể của tư đồ hào vẫn nguyên vẹn không chút tổn hào, ngồi trên ghế dựa lớn, không hề chịu ảnh hưởng của trận chiến trước đó. Hắn đầu tiên là cung kính, lại ba bái với người đã từng là linh kiếm sư của Việt Quốc sau đó mới đi lên trước, cổng dị thể của người này lên, nhảy ra sau lầu cát, chậm rãi đi tới phía trước biệt uyển. Sắc trời tối dần, màn đêm bắt đầu phủ xuống khắp đại địa. Toàn bộ lâm viên tỉnh mịch không một tiếng động. Thiết kiên đi trên con đường nhỏ trong rừng, đầu vẫn cúi thấp, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Lúc trước, trong quá trình trốn chết bị người ta đuổi giết, hắn không phải chưa từng gặp tình huống còn hung hiểm hơn hôm nay. Nhưng cho dù là khi đó, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng giống như ngày hôm nay. Cứ như chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, tất cả những người mà hắn quen biết đều biến thành người xa lạ. Phụ thân mà hắn luôn luôn tôn kính, mười mấy năm qua luôn muốn hại hắn. Mà vì hồn thê thanh mai trúc mã cũng đã trở thành người dân nước lã. Ngược lại thì người xa lạ trên lưng này tuy chỉ mới gặp có mấy lần, và lúc trước khi chết hắn chân chính thiện ý và quan tâm mình đầu óc rối loạn, thiết kiên cõng di thể của tư đồ hạo, đưa đến một sương phòng trong tiền viện. Sau khi an trí thỏa đáng, hắn mới đi ra khỏi sương phòng, đi về cửa lớn ngoài biệt uyển. Nơi cửa chính, chiếc xe ngựa vẫn còn đứng bên cạnh sư tử bằng đá, nhưng không thấy bóng dáng của người phu xa đâu. Thiết kiên ngồi lên xe ngựa kéo dây cương, hắc mã kéo xe liền chậm rãi đi. Dọc theo đường đi, tâm tình của Thiết Kiên thấp đến cực điểm, vẫn chưa chủ động đánh xe, chỉ dựa vào ngựa già thuộc đường, trước khi cửa thành đóng chạy vào bên trong thành. Chờ đến cửa phủ đệ của Yến Gia, sau khi ngẩng đầu nhìn trên cửa tấm biển, mới tự đần độn mà tỉnh táo lại. Người hầu trước cửa nhìn thấy như vậy, lập tức tiến lên tiếp nhận dây cương của mã xa, thì lễ với hắn rồi lên tiếng chào hỏi. Hắn lại làm như không nghe, không chút nào để ý, đi về bên trong viện. Sau khi trở lại tử viện mình, ngồi xuống không bao lâu, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời vào. Thiết kiên cảm thụ khí tức của người bên ngoài, thì biết là Yến tử tới, lập tức mở miệng nói. Cửa gỗ vang lên một tiếng két, mở ra. Yến tử mặc một thân quần áo bạch sắc, uyển chuyển bước vào. Thiết đại ca. Vừa rồi trước viện, nhìn thấy huynh quay về, thấy huỳnh có chút thất hồn lạc phách chào hỏi thì huỳnh không để ý thật sự có chút không an lòng liền qua đây mong huỳnh bỏ qua cho yến tử hơi hạ thấp người mở miệng nói yến cô nương nói gì vậy chứ mau mời ngồi thiết kiên cảm thấy ấm áp trên mặt mỉm cười nói có phải khi nãy gặp từ đồ đại sư đã xảy ra chuyện gì không yến tử sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi thiết kiên mở miệng muốn nói điều gì nhưng không thể nói ra. Rốt cuộc đành thở dài, cái gì cũng chưa từng nói. Yến tử thấy bộ dáng này của hắn thì biết rõ, nhất định là xảy ra điều phiền toái gì rồi. Cũng không mở miệng thúc giục, lặng lặng đợi một bên. Thiết kiên trầm mặt một lúc lâu, từ hồ ở trong lòng yên lặng phân tích một lần chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cần nhắc tốt lời để mà nói, rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Yến tử. Bao gồm thân thế của hắn và trên thân mang dị hỏa đều không giấu giếm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không biết còn có thể tín nhiệm ai, cũng không biết kế tiếp phải làm gì. Qua khứ hắn chăm chỉ tu luyện, khổ cực đề thăng luyện kiếm thuật, vì chính một ngày có thể trở về tấn quốc, thay thiết gia đòi lại công đạo, khôi phục thanh danh cho phụ thân. Sau đó tìm được ninh tiểu tiểu, trước mặt nói cho nàng tâm ý của mình. Nhưng hiện nay, xem ra đã không cần. Còn những đau khổ đã trải qua, trong lòng hắn cũng không dậy bao nhiêu tâm tư báo thù. Sau khi gặp những biến cố này, dù không thể nói là mất hết can đảm, nhưng cũng có chút cục hứng. Yến tử nghe hắn nói, mơ hồ đoán được tâm tư hắn, trong mắt không khỏi hiện ra lo âu. Nhắn nhủ của từ đồ đại sư lúc lâm chung thì sao? Huynh cũng mặc kệ ư. Ánh mắt của nàng lóe lên, dò hỏi. Quả nhiên, sau khi thiết kỳ nghe, thần sắc có chút cứng đờ. Còn luyện kiếm thuật thì sao? Chẳng phải Huynh vẫn luôn mơ ước, muốn trở thành một linh kiếm sư chân chính ư? Yến tử tiếp tục hỏi. Ta... Tà... Thiết kỳ ngạn một ngụm út khí nơi ngực, nói không nên lời. Còn có... còn có vị ninh cô nương kia. Huynh không muốn biết tại sao nàng lại là làm như vậy đối với Huynh ư. Yến tử ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi. Thiết kỳ nghe, tự tay mò vào trong ngực, bóc ra hương nan hình cây kiếm, ánh mắt suy ngốc. Yến tử thấy như vậy, môi dưới miếm không nói gì. Thiết kỳ nhẹ nhàng vuốt ve hương nan trầm mặt suy tư, trong đôi mắt ảm đạm cũng từng bước sáng lên. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chân thành hương tây yến tử. Xin cảm tạ. Huỳnh nhanh chóng thu thập đồ đạc đi, chuẩn bị suốt đêm ra khỏi thành. Yến tử chớp mắt rồi mở miệng nói ra khỏi thành thiết kiên hơi kinh ngạc từ đồ đại sư đã chết rồi liên lụy rất là sâu nặng bụi nghĩ triều đình có lẽ sẽ dâu diêm cái chết của lão không phải phát nhưng tuyệt sẽ không bỏ mặt hùng thủ không quan tâm hôm nay huynh vào gặp lão liền xảy ra chuyện bên công tạo tư tất sẽ có người biết hiểm nghi của huynh thật sự quá lớn tránh không được cũng bị triều đình bắt đi tra hỏi Ngày yến tử nói như vậy thiết kiên nhất thời tỉnh ngộ một khi bị triều đình tróc nã, thân phận thần dân của Tân Quốc tất nhiên sẽ bị tra ra. Đến khi đó, nhất định sẽ bị cho là tự sĩ gián điệp của Tân Quốc. Tội danh sát hại từ đồ hào, sợ rằng khó có thể nào tẩy sạch. Nếu như ta chạy đi, chẳng phải là liên lụy tới Yến Gia sao? Nét mặt của Thiết Kiên hơi khó coi. Cho dù hình không có trốn, Yến Gia chúng ta cũng bị liên lụy rồi. Giờ này muội phải đi thông báo cho những quản lý bất động sản lập tức cho thôi việc tất cả tôi tới nhà hoàng. Chúng ta cùng rời Việt Kinh. Yến tử cười khổ một tiếng nói. Dứt lời, nàng không dây dưa thêm với Thiết Kiên về việc này, trực tiếp đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài sân nhỏ. Thiết Kiên nhìn bóng lưng ấy biến mất trong đêm, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hắn mở hương nàng, lấy viên thạch phù ra, rồi tỉ mỉ quan sát. Chương 47 Huyền âm bí cảnh, chỉ thấy thạch phù to cỡ ngón tay út, tạo hình vô cùng sơ sài, thô kệch mới nhìn tưởng là một cục nhỏ than củi. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn thấy ở mặt ngoài còn dăng đầy một tầng văn lộ màu ám kim nhỏ như sợi tóc, ngón tay sờ lên cảm thấy hơi nhám. Trừ cái đó ra, trên thạch phù này cũng không có điểm nào đặc biệt khác. Thiết kiên cảm thụ được cảm xúc ấm áp từ trên thạch phù truyền đến trong lòng không khỏi nghĩ tới lời nhắn nhủ của từ đồ hào trước lúc lâm chung. Hắn nắm chặt thạch phù trong tay rồi tự lẩm bẩm. Vô luận ra sao, tìm được huyền âm biến cảnh trước, trở thành linh kiếm sư rồi tính. Dứt lời, hắn thu thạch phù vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gần bình minh, một tòa yến gia phủ lớn như vậy, đã là người đi lầu trống không còn một ai. Trên con đường ngoài cửa Vĩnh Yên, Hai chiếc mã xa đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Tiểu nhà hoàng đứng trước một cổ xe ngựa, khóc đến hoa lê đái vũ không chịu lên xe. Tiểu thơ ạ, à, mùi cũng muốn đi theo hai người. Nàng vừa nức nở, vừa nói. Yến tử miễn cưỡng nặng ra một khuôn mặt tươi cười, khẽ bút đầu của nàng rồi nói. Nói nhảm gì chứ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta là người đứng đầu Yến gia. leo lên bản vàng lệnh truy nã là được chắc chắn rồi. Muội ở chung với ta là muốn bị quan phủ đuổi bắt sao? Muội muội không sợ, muội muốn đi theo. Tiểu nhà hoàng vẫn nức nở không thôi. Ta cũng không muốn kéo theo cục nợ như muội đâu. Muội cứ đi theo nhị thúc và trần quan đại sư đi. Tới biên giới thành sung dương trước, tạm thời tránh cơn gió lớn. Chờ thời cơ thích hợp, rồi chúng ta sẽ hội hợp. Đôi mắt của Yến tự ẩn đỏ, nàng an ủi. Thiết kỳ nghe muốn nói lại thôi hắn vốn hy vọng yến tử đi cùng những người khác chính mình một thân một mình đi tìm huyền âm bí cảnh trước chỉ là yến tử xông chết không đồng ý nói yến gia bởi vì hắn nên mới thành ra như vậy chờ sau khi hắn trở thành linh kiếm sư nhất định phải luyện chế một thanh linh kiếm để bồi thường cho yến gia trước đó nàng phải đi theo thiết kiên thiết kiên trong lòng biết ý nghĩ thật sự của yến tử lại thấy nàng vì mình trả giá nhiều như vậy cũng không đành ngăn nàng Dị Thúc ạ, à? tất cả khê ước nhà đất và ngân phiếu của thương hội đều ở nơi này. Ngoài ra còn có một ít pháp kiếm tồn kho. Xin thúc thức, xin thúc cất kỹ cho. Yến tưởng đi ra phía trước đưa một vòng tay trữ vật cho Yến Hạng đang dựa vào một cổ xe ngựa, thở dài không dứt. Người sau lặng lẽ đón nhận, trong mắt tuy tràn ngập lo âu nhưng không nói gì thêm. Khi vận thái dương dần dần ló dạng nơi chân trời phía đông, hai chiếc mã xa mỗi chiếc đi một ngã chậm rãi đi về nơi xa. Lượng giới sơn Trong tên có núi, thật ra chỉ là một trấn nhỏ biên quan. Trong phạm vi trong dặm xung quanh đều là vài ngọn đồi nhỏ không cao không thấp, không có một cái nào có thể xưng là núi. Bách tính sinh sống tại đây bao đời nay cũng chỉ biết nơi này có một cái tên cổ quá như vậy. Còn tại sao có tên này thì không người nào biết, dù là trưởng giả lớn tuổi nhất trong nhà cũng chỉ nói đây là ghi chép từ xưa tới nay. Thời điểm Thiết Kiên và Yến tử tới đã là một tháng sau. Tới địa phương cách thôn trấn mười mấy dặm, hai người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. chị thấy ngoài trấn nhỏ từng cái doanh trướng hành quân màu xám tro xếp hàng liên tục, trùng điệp đến phạm vi mấy dặm. Lượng giới sơn bất quá là một tòa quân trấn biên quan tầm thường. Ngày thường trú binh tối đa không quá một ngàn người, Sao đột nhiên đụng trúng một chi quân đội khổng lồ như vậy? Trong đôi mắt đẹp của Yến Tử tràn ra kinh ngạc. Xem ra chiến sự giữa hai nước Tấn Việt rốt cuộc cũng đã xảy ra. Lượng giới sơn cách bình lăng quan không xa, đã chắc chắn là nơi sung yếu mà binh gia tranh đoạt. Nhánh đại quân này của Việt quốc ẩn giấu tại đây, hơn phần nữa chính là vì một cây nhánh kỳ binh trợ giúp nơi đó. Thiết Kiên tự đánh giá rồi nói Chúng ta thì sao? Yến Tử nghe thì muốn nói lại thôi. Chúng ta làm chuyện chúng ta nên làm, tìm được huyền âm bí cảnh trước rồi tính sau. Thiết Kiên kinh kiên định nói, dứt lời hai người từ trên triền núi xuống, từ phía đông vòng quanh qua danh trại của đại quân, chạy đến trấn nhỏ của lưỡng giới sơn. Không ngờ khi họ đi qua một ngọn núi khuất tầm nhìn, trong y sam trước ngực của Thiết Kiên đột nhiên sáng lên từng tia kim quang. Tuổi hương nàng hình kiếm dưới sự dẫn dắt của một lực lượng dị kỳ reo lơ lửng trên không, nhằm thẳng vào chỗ sâu trong khe núi. Thiết Kiền và Yến Tử liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được kinh hỉ khôn tả, vội vàng theo chỉ dẫn của Hương Nang chạy đến nơi sâu trong khe núi. Dưới sự dẫn dắt của Hương Nan, cả quảng trường mấy trăm trượng, hai người rút cuộc dừng ở một con suối trong cốc. Con suối không lớn, chu vi bất quá hơn một xích, trong suốt thấy đáy, mắt thấy các mịn và lá khô lắng động dưới đáy từ hồ không khác mấy với con suối bình thường. Thiết Kiên nhìn hương nan treo trên bầu trời đang bất động, bèn mở nó ra, từ đó lấy ra viên thạch phù màu đen. Thạch phù vừa xuất hiện, kim văn bên ngoài lập tức quang mang sáng rực, một làn sóng vàng nhạt mơ hồ xuất hiện. Xem ra chính là chỗ này, chúng ta... Thiết Kiên lời còn chưa dứt, thạch phù màu đen trong tay đột nhiên nhoáng một cái, rơi khỏi lòng bàn tay hắn, rớt vào trong khe suối bề mặt con suối trơn nhẵn như gương, nhất thời bồng bềnh sóng nước, giống như nhịp điệu của tầng tầng làn sóng vàng nhạt. Hai thứ tương hợp, nhất thời hóa thành một mảnh sáng trắng như tuyết, nuốt chửng thiết kiên vào trong. Nhìn thấy thiết kiên đột nhiên biến mất, yến tử rất hoảng sợ, vội vàng la lên tên hắn. Nhưng sau vài tiếng kêu, liền nghe được trận trận tiếng vang vọng từ sau khe núi, nhưng mà không ai đáp. Lúc nàng lại đi đến nhìn nhãn tuyền, nơi đó cũng đã hồi phục bình tĩnh thạch phù và rung động đều biến mất không thấy. Yến tử trong lòng có tính toán, biết thiết kiên hơn phần nửa đã tiến vào bên trong huyền âm bí cảnh, nên không tiếp tục gọi. Kiếm một tảng đá xanh ở bên cạnh, rồi khoanh chân ngồi, nhắm mắt đã tọa, chậm rãi đợi thiết kiên rời khỏi bí cảnh. Cùng lúc này bên cạnh một tảng đá xanh lớn, lại có một đạo nhân ảnh lộ ra nửa người, nở nụ cười thầm hiểm nhìn vào trong cốc. Lúc này thiết kiên rất mơ hồ chị cảm thấy trước mắt ánh mắt sáng rực rỡ sau một lúc quan sát ánh mắt lần nữa khôi phục hắn dụi dụi đôi mắt đau nhức quét mắt nhìn một vòng xung quanh trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc đây là huyền âm bí cảnh hay sao thiết kiên thì thầm hắn phát hiện lúc này mình đang trên một thảo nguyên vô tận khe núi con suối đã biến mất chỉ cách người không xa có một đỉnh núi tuyết trắng đâm thẳng lên mây trời Bốn phí lặng yên như tờ Không có một tiếng huyền náo Dường như trong thế giới này trừ hắn ra Thì không còn vật sống nào khác Tuy thả nguyện mênh mông Cỏ non xanh biếc Nhưng vẫn cho hắn một bầu không khí rất trầm lặng Thiết kia ngửa đầu quan sát cô phòng dừng thấy trên đó một mảnh trắng xóa Chỉ có thể nhìn vài khối đá lợn chởm Và treo leo Cũng không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng Ngay cả một khối nhỏ rêu xanh Cũng không thể thấy ngay chính giữa ngọn núi, trên vách đá, tạc ra một cái thang đá nối thẳng tận trời xanh. Bậc thang dày đặc, khiến cho thiết kiên hoa cả mắt. Hắn thù tầm mắt, không vội vàng đi về phía ngọn cô phong kia, mà lựa chọn một phương hướng khác, hướng về sâu trong thảo nguyên. Nhưng mà mới đi đến hơn trăm trượng, hắn liền dừng bước, bởi vì trước người hắn xuất hiện một tầng vách ngăn vô hình, chặn đường đi của hắn. Sau đó thử qua một vài lần phương hướng kết thúc không có gì, gì ngoài dữ liệu. Mảnh đất này quả nhiên chỉ diện tích mấy trăm trường thôi. Xem ra, bia đá kia hẳn là trên đỉnh núi. Thiết Kiên tự lẩm bẩm xoay người đi tới thềm đá của ngọn cô phòng. Trong nháy mắt, hắn bước lên bậc thang. Chẳng biết tại sao Thiết Kiên nhớ lại lúc mình 6-7 tuổi và dịp du sơn cầu phúc hàng năm của Thiết Gia đều là thiết thụ vừa lừa vừa dụ khiến hắn ở đầu vai hoặc cổng sau lưng. Giờ tới những điều này, tâm tình của Tiết Kiên trở nên có chút phức tạp. Hắn điều chỉnh tâm lý, bước lên thềm đá, rồi bắt đầu trèo. Thềm đá trên cô phong lúng và thạch bích, mỗi một cấp đều cao gần nửa xích. Mặt trên sạch sẽ như tuyết không có chút rêu xanh cỏ dại, cũng không quá dốc, đi lên không cần tốn quá nhiều sức. Ngay từ đầu tốc độ bước đi của Tiết Kiên rất nhanh, chỉ trong chốc lát cũng đã leo lên mấy trăm cấp thềm đá quay đầu nhìn xuống dưới, đường lúc tới chẳng biết từ khi nào đã bị tầng mây trắng che khuất, lại nhìn lên trên nhưng không thấy đỉnh núi. Phương thiên địa này tuy là cách biệt với ngoại giới, nhưng thái dương trên đỉnh đầu từ hồ cũng không khác, treo trên không, theo thời gian trôi qua di chuyển về phía Tây. Qua khoảng 3 canh giờ, tốc độ leo của Thiết Kiên đã trở nên rất chậm, rút cuộc dừng, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi sợi tóc trên trán cũng kề sát gương mặt, thoạt nhìn ít nhiều có chút chật vật. Có lẽ là tồn tại cấm chế nào, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Thiết Kiên phát hiện mình không còn cách nào điều động pháp lực. Đơn thuần dựa theo thể lực leo lên trên, đã tiêu hao hơn phần nửa thể lực của hắn. Xoay người Thiết Kiên ngồi xuống thềm đá, hai chân run rẩy không thôi. Bên trong giống như là đổ chì, không thể nào nhấc lên được. Thiết Kiên trông về chân núi xa xa, chỉ cảm thấy đang ở ngàn trượng trên không, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, đã thấy nơi này bị chôn sâu trong mây mù, so với lúc hắn đứng ở chân núi mà nhìn, gần như không có chút khác biệt. ai à, xem ra muốn gặp thần bia không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cười khổ một tiếng, âm trầm nói. Sau một lúc nghỉ ngơi, liền xoay người, hắn tiếp tục leo lên trên. Ánh mặt trời dần chìm, ngọn cô phong trắng như tuyết phản chiêu ánh sáng đỏ cam chói mắt dưới ánh tà dương, trông giống như một thanh hỏa kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời, mỹ lệ không gì sánh được. Thiết kiên thoạt nhìn nhỏ bé tột cùng, treo trên thềm đá của ngọn cô phong, chậm rãi đi về phía trước, không tầm thường chút nào, vừa cô đơn lại vừa kiên nghị. Buổi tối, gió lạnh gào thét trên đỉnh cô phong, nhiệt độ chợt giảm. Sắc mặt của thiết kiên xanh tiếng, thân thể được khảm ở khe hở cạnh một thạch bích trong thềm đá, trên người mặc ngoại bào rộng thùng thình, toàn thân rét rung. Hắn tuy rằng tu luyện đạo pháp, khí lực hơn xa người thường, nhưng hôm nay không còn cách nào sử dụng pháp lực, dĩ nhiên cũng có chút không chống cự được cái lạnh gió núi thấu xương này thổi vào người. Liền cảm giác bằng hàng thấu xương, ngay cả các đốt ngón tay trên người cũng mơ hồ bị đau. Thiết kỳ ngửi đầu nhìn bầu trời đầy sao, nắm thật chặt sim y trên người, tìm một vết nứt trên mép bậc đá, rồi cuộn mình cảm giác bút giá thổi vào người, bị yếu đi đôi chút, nhưng không thể nào hoàn toàn xua tan. Thân thể hắn vẫn rung lên cầm cập. Kết thúc tập 13 của bộ truyện luyện kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.